đây như các bạn quan sát xem, máy múc rất là chật và vừa khít luôn. Ngõ này quá là chật luôn. Chỉ có máy nhỏ mới vào được, máy to không thể vào được các bạn ạ. Mong quan sát xem. Không thể vào được. Ra luôn. Sau khi hoàn thành công trình thì máy lên xe Ford để đi làm công trình khác các bạn nhé. Đây xe Ford đến đón đây. Mời các bạn cùng theo dõi quá trình lên máy của chiếc máy xúc 40. Trước tiên là phải bấu gầu này để nâng bánh sao lên này. Kéo xe vào này. Rất là kỹ thuật. Lấy ben để nâng đằng sau lên này. Chiếc gầu là như một cái tay để mà bấu để kéo xe vào gầm xích này. Bỏ quay toa này, chống gầu lên này. Chống gầu lên này. Khi máy đạt cái độ ngang với sàn xe này. Di chuyển lùi này. Và xích sẽ tự tồi mà xe vào trong gầm xích này. Đây là toàn bộ kỹ thuật lên máy nhá. Đây là này, máy mới có 18 tuổi thôi. Máy rất chuẩn. Đây toàn bộ quá trình lên máy nhá. Về đi. Đây là chủ máy này. Máy cho máy về đây.